Xuân xuân đến mừng vui, mang lời chúc thanh bình. Xuân xuân đến mọi nơi yên vui. Xuân xuân thắm ngàn hoa, con nguyện kính dâng Ngài. Xuân đem đến niềm vui tràn hòa. Dâng lên Chúa lời ca, đón xuân mới vô nhà. Xin khuyên Chúa cùng đi bên con. Năm nay phước nhiều hơn, thêm hạnh phúc tươi hồng. Giê-xu chính mùa xuân bất tận. Trên Uno làn sóng 91 và xin quay trở lại với Hồng Vân và vị khách mời rất là vô cùng quan trọng và đặc biệt trong chương trình ngày hôm nay là Mục sư Hoàng. Tôi vinh hạnh được cộng tác với Việt Radio với Diễm Thi và Hồng Vân. Hôm nay chúng tôi quyết định là sẽ đồng phỏng vấn lẫn nhau. Thành ra tôi phỏng vấn ngay. Tôi muốn hỏi Hồng Vân tuổi con gì và Diễm Thi tuổi con gì. Tôi biết hai người là con gái đó, nhưng mà tôi không biết là tuổi con gì cơ. Thành thật khai báo đi, tôi xin xung phong trước. Tôi là tuổi con mèo. Con mèo là cô con cọp. Vậy thưa mục sư, Diễm Thi là tuổi con ngựa, tuổi ngọ. Dạ. Vâng, giống dạ. Tuổi vợ tôi rồi. Dạ thưa mục sư, vậy thì là người làm văn hóa đó, dĩ nhiên và chắc chắn rằng á, mục sư rất là rành về chữ văn hóa. Thì nếu mà bàn đến tuổi con này con kia đó, thì chỉ để nói đến văn hóa cho đại chúng thôi. Thì chứ nhiều lần mà mục sư đã gặp các vị khó tính phê bình rồi, chỉ trích là thiếu thiêng liêng. Nhưng mà không sao, thì bây giờ xin mục sư vui lòng góp lại bàn cho một tí cho vui, cho có không khí xuân ạ. Vì xuân thì mình hay nói tới tuổi này tuổi kia, có đúng không ạ? Đúng rồi. Đấy là một cái diễn đàn rất là thích thú và rất là thích hợp với tôi. Thì tôi sống nhiều với văn hóa, tôi thích văn hóa. Còn một tuần lễ nữa là chúng ta bước từ năm Đinh Dậu sang Mậu Tuất. Mà Diễm Thi với Hồng Vân biết là Dậu là tuổi con gà, phải không? Tuất là tuổi con chó, Ngọ là tuổi con ngựa, vân vân. Nhưng bây giờ câu hỏi đặt ra đó, tại sao lại là Mậu mà tại sao lại là Đinh? Tại sao lại không Đinh Tuất mà lại là Mậu Tuất hoặc là ngược lại? Xin xác nhận ngay, tôi đã thông báo trước tôi là con mèo. Mà chuyện hên xui của cái lá tử vi đó hay cái gì đó đi chăng nữa đó, nó chẳng ảnh hưởng gì tới tôi hết. Vì từ cái ngày tôi tin Chúa, theo Chúa, phục vụ Chúa thì tôi đã được đổi sang gọi là cải số đổi mạng thành cái tuổi con chiên rồi. Mà tuổi con chiên là tuổi không giống con giáp nào cả.
không giống con giáp nào cả, nhấn mạnh cái đó trong quả cáp. Thì để chấp nhận mình vui vẻ sống như thế để mà dắt đưa tất cả 12 con giáp kia về làm chiên ngoan đạo của Chúa. Thấy chưa? Từ văn hóa tôi liên kết đến cái ý tưởng niềm tin là ngay cả trong cái chuyện 12 con giáp đó vẫn có một cái điều có giá trị tinh thần trong đó, mà chúng ta cũng có thể là một cái giống như miếng trầu đó, giống như điếu thuốc đó, mình đưa câu chuyện vào. Bây giờ tôi thấy có những cái đầu gật ở đây, có những nụ cười góp phần vào. Xin ông Vân, Diễm Thi chúng ta lên tiếng. Dạ thưa mục sư, thì theo thấy cái sự thoảng thảo của mục sư đó, thì cái chu kỳ của 12 con giáp đó, khi mà hay khi đó là lần lượt theo cái thứ tự xoay quanh một cái chu kỳ khác gọi là can. Và can thì gồm có 10 can, và giáp đứng minh mậu kỷ canh tân nhâm quý. Đúng rồi. Wow, khó hiểu quá. Đúng rồi. Phải mời mục sư. 12 con giáp đó, tôi gọi là 12 chi. Rồi 12 chi đó nó giống như những cái vòng quay của cái kim đồng hồ vậy, 12 giờ vậy đó. Nhưng mà có một cái vòng khác, một cái chu kỳ khác gọi là can. Cái đồng hồ can này nó chỉ có 10 tiếng thôi. Như vậy 10 với 12 nó quay, nó sẽ so le. Và nó 60 năm mới gặp lại một lần như thế. Thì bây giờ mình có can đó, thì gồm có giáp, ất, bính, đinh, mậu, kỷ, canh, tân, nhâm, quý. Năm nay còn là năm đinh dậu, và năm mới là mậu tý. Và ngay sau đinh là mậu, mà ngay sau dậu, mậu là dậu ha, đúng rồi, ngay sau dậu là tuất. Thì cứ thế mà 60 năm trở lại một lần, người ta đã thưa biết như thế đó là biết can chi. Mà trong cái ngôn ngữ hàng ngày của mình hay lắm, hãy mà nói không có chuyện gì liên quan đến mình á, thì mình nói không có con chi hết. Nếu quý vị là người Quảng Nam thì nghe cái chữ can chi đó phát âm rất là dễ thương. Nếu mà không có liên quan gì đến ai hết, có con chi đến hén đâu mà hắn góp tiếng góp lời vô. Nhưng mà chuyện can chi này là chuyện mà chúng ta có thể khai thác được. Nhưng mà nếu biết ấy, thì cũng không sao hết, không có can chi hết. Dạ, lần sau Hồng Vân sẽ mời mục sư nói về tuổi con chiên. Đúng rồi. Dạ. Và nhưng mà để trở lại cái câu hỏi quê hương nào khi nãy đó, khi thì mục sư khi nãy quên hỏi quê của mục sư ở đâu thì mục sư? Đúng rồi, tôi khai thác Hồng Vân biết là Hồng Vân quê Cà Mau, còn Diễm Thi thì ở đâu? Dạ, Diễm Thi quê ở Cần Thơ thưa mục sư. Cần Thơ dạ. Xuống Cà Mau bao nhiêu lâu hả? Dạ, hình như là khoảng hơn 200 cây số thì phải thưa mục sư. Tôi đi về miền Tây miền ấy mà chưa bao giờ tới Cà Mau hết, nhưng mà sẽ có một lần thăm quê của Hồng Vân. Mục sư có nghe nói cô gái Cần Thơ đẹp đúng không mục sư? Cà Mau với Cần Thơ đạt như nhau hết. Hình như con gái Việt Nam đều đẹp hết. Đúng rồi, từ Tuyên Quang đến Cà Mau, từ đầu đến cuối. Dạ. Thế như bàn về quê hương và cái chữ đồng đó, hồi nãy chúng ta nói thì cũng có liên hệ với nhau lắm. Hồng Vân thì quê hương Cà Mau, Diễm Thi thì quê hương ở Cần Thơ. Mà cái chữ đồng đó, tôi thấy cũng có chữ đồng liên quan đến quê hương mình, Đồng Nai này phải không? Cả dạ. Hai người đều là gần Đồng Nai, chứ đâu có gần ở Đồng Hới. Tôi thì cũng có chữ đồng, tôi ở Đà Lạt thì ở trong cái tỉnh Lâm Đồng ngày xưa, thấy chưa, cũng có chữ đồng đó. Mà nói thì tôi hay nhớ bạn lắm, tôi có một cô bạn học tên là Lâm Đồng, mà chị của cô là Lâm Viên. Hay nghe là biết là thấy mướt mát chuyện Đà Lạt liền phải không? Nếu Lâm Đồng hay là Lâm Viên hay ai đó đang ở Houston mà đang nghe này thì tôi gửi lời thăm các bạn Lâm Đồng ở tận bên Úc là. Tôi được sinh ra ở Thanh Quyết, Điện Bàn, Quảng Nam. Ba mẹ tôi hồi bị Chúa ở Thanh Quyết 10 năm, sinh thêm 3 đứa con là Hoa, Hạnh, Hoàng, sau Hương, Hiền, Huệ, đứa nào chị hát hết thấy không? Sau Thanh Quyết thì vào Đà Lạt, Thanh Quyết tới Hội An đó chứ, Hội An rồi vô Đà Lạt. Có một thời gian trước Tết Mậu Thân thì tôi có về Sài Gòn và trở lại Đà Lạt đi học. Tôi cưới vợ Đà Lạt, rồi cùng vợ Đà Lạt bỏ xứ ra đi đến Pasadena ở California từ 75 và tôi vẫn còn ở đó cho đến nay. Dạ, thưa mục sư, nếu để phải chọn cho mình một quê hương đó thì mục sư sẽ chọn nơi nào để làm quê hương cho mình? Nếu tôi chọn Thanh Quyết thì người Hội An không vui, mà tôi chọn Hội An thì người Đà Lạt không thích. Dạ. Mà bây giờ tôi ở Pasadena thì tôi rất ngại ngùng để chọn Pasadena, vì nhìn quanh hình như là mình vẫn còn là còn một khách lạ trên xứ người.
Như đã thưa, biết mình từ đâu đến không quan trọng bằng biết mình sẽ đi đâu. Nên khi rời bỏ những quê hương trên đất này, tôi có một quê hương mà tôi sẽ bật mí cho Diệp Thi, Hồng Vân và tất cả quý thính giả được biết. Vợ tôi sinh ra ở Sài Gòn, mà hầu như trọn thời gian trước khi lấy chồng đó thì theo chồng sang Mỹ thì chỉ có biết có Đà Lạt và Đà Lạt thôi. Đối với vợ tôi thì chọn Đà Lạt làm quê hương, thì tôi nhường cái câu hỏi của Diễm Thi đó cho vợ thì cô mau mắn lắm, Đà Lạt thôi. Những ngày loạn lạc chạy về Sài Gòn, tội nghiệp lắm. Lúc đó cô nàng mới biết ăn bò viên, lúc đó mới biết ăn bột chiên, lúc đó mới biết uống nước mía Viễn Đông. Biết được có một khoảng thời gian rất ngắn thì bỏ chạy hết. Còn ở Pasadena thì đã 43 năm rồi, dài đấy. Nhưng mà như thưa, tôi không thể nào nói với một người là quê tôi là Pasadena. Nói về nó ngượng cái miệng mà nó ngượng cả trong cái ý thức của mình. Như vậy làm sao để chọn quê hương đây? Quê nào cũng thương, mà quê nào cũng quý, mà quê nào đặc biệt. Tôi cũng có rất là nhiều bạn. Tôi tìm được một lời bàn về quê hương của một Việt Kiều. Bạn này viết bài này và gửi cho tôi. Thì tôi thấy giống những cái thắc mắc của nhiều đồng hương của chúng ta, là những kiều bào sống ở trên đất Mỹ này. Và nhiều người trong cộng đồng cũng hay đọc những cái lời chia sẻ với những cái điều mà tôi vừa chia sẻ với quý vị về quê hương thứ hai, quê hương thứ ba, quê hương thứ tư. Hồng Vân hay Diễm Thi có thể đọc giùm tôi không? Vì lời này của một phụ nữ viết thì nó thích hợp lắm. Có phải nếu mình ở một nơi nào trên dưới 30 năm thì mình là người thuộc địa phương đó, đúng không ạ? Đã biết bao nhiêu lần chúng ta đặt ra câu hỏi đó, sau một ngày nhìn vào lịch thấy con số kỳ năm đã bước vào năm thứ 40, 50 của người tị nạn. Bây giờ có ai mới quen mà gặp thì hỏi chúng ta ở đâu đến vậy, thì chắc chúng ta sẽ rất là tự nhiên để mà trả lời chúng ta ở Houston hay là ở San Jose hay là ở Pasadena. Nhưng mà khi chúng ta đi du lịch đó, thì chúng ta sẽ trả lời là tôi từ Mỹ đến, và chúng ta cũng có thể trả lời là tôi ở Việt Nam đến. Thì trừ người ta hỏi là chúng ta là người nước nào, thì lúc đó chắc rằng quý vị cũng như Hồng Vân chắc chắn sẽ nói tôi là người Việt Nam, để cho họ không nhầm với người Trung Hoa, người Nhật hay là người Phi. Dạ đúng vậy, khi Mục sư Hoàng hay là Diệm Thi hay là Hồng Vân đến Mỹ trên dưới 20-30 năm, thì chúng ta là người Việt gốc Mỹ. Người Mỹ gốc Việt. Thật vậy sao? Nhưng tại sao phải đặt thành vấn đề nhỉ? Nói như thế có phải là chối bỏ cội nguồn hay không? Hay là tại sao mình lại cảm thấy hổ thẹn hoặc là ngập ngừng để mình phải trả lời hoặc là giải thích những câu thật dài, nhưng mà nói hay không nói ra đó thì chúng ta cũng đều đồng cảm và đồng tư tưởng như vậy. Có một chuyện trong gia đình mà tôi nghĩ là không riêng gia đình của tôi, hoặc là các gia đình mà đã bắt đầu gả con, cưới chồng, cưới vợ cho nó, thì con cái bây giờ đó nó giống như những trái chuối á. Cái mặt thì vàng, mà cả cái vóc dáng bên ngoài cái gì cũng không lột ra được khỏi cái gốc mít của nó. Nhưng mà ở trong lòng chúng nó thì trắng hết trơn rồi, nó mỹ hóa hết trơn rồi. Thật ra lắm khi con cái nó hổ thẹn vì nó không muốn biết ai gọi nó là người Việt cả. Mà nó lại còn xấu hổ cha mẹ nữa chứ, nó nghĩ là cha mẹ nó mít quá, quê mùa quá. Thành ra chúng muốn khai thác cái thành ngữ fresh of the boat, viết tắt là chữ FOB, để chế giễu cha mẹ chúng đó là những thuyền nhân, những người mới vừa tới cái xứ này. Một ông cha đã tự giới thiệu mình trong một cái reception, trong cái đám cưới, là tôi là một FOB. Nhưng mà cái ý ông ấy muốn nói là vì ông đã trở thành công dân Mỹ thì bây giờ ông hãnh diện, ông bảo là thay vì fresh of the boat thì cái chữ FOB bây giờ là Father of the Bride.
Thâm Thúy ha. Okay. Vâng, em muốn chọn cái câu trả lời nào thì tùy ý, quê hương nào cũng được, tùy ý mình thôi. Nhưng riêng tôi muốn nhớ đến cái câu hát trong điệp khúc của cái bản thân ca mà tôi hằng yêu thích của nhạc sĩ Thiên Kiều Giang đó. Quê nào cũng được, nhưng mà cô nhắc đi nhắc lại rằng là lữ khách đi ngang xa mặt đời, qua quê nào cũng được hết. Hãy nhớ rằng nhà của tôi chính nơi cao đời đời. Là lữ khách đi ngang xa mặt đời, chuyện trần gian như một giấc mơ thôi. Nếu mà phải vỗ một tràng pháo tay thật lớn ấy, thì cũng phải ráng mà vỗ, là vì Thiên Kiều Giang cho tôi cái ý tưởng này nó rất là phong phú, nó rất là ý nghĩa, và nó có được cái chất nhạc, chất thơ trong này. Thành ra quý vị nghĩ đến quê hương thì cứ nhớ rằng mình là thân lữ khách và đang trên cái hành trình, cái linh trình tiến về miền đất hứa. Và cái lời vàng ý ngọc ấy đó được đặt căn bản trên lời của Thánh Kinh, được chép trong thơ Hebrew đoạn 11, câu 14 đến câu 16, và tôi xin phép đọc nhanh cái đoạn này. Những người đang đi tìm nơi quê hương mà nhớ đến quê hương mà mình từ đó đi ra thì cũng có ngày trở lại, nhưng họ ham mến một quê hương tốt hơn, tức là quê hương ở trên trời. Nên Đức Chúa Trời không hổ thẹn mà xưng mình là Đức Chúa Trời của họ, vì Ngài đã sắm sẵn cho họ một thành. Thành đó là quê hương trên thiên đàng, nơi Chúa sắm sẵn cho chúng ta, không phải là một địa chỉ tại địa phương, nhưng là nơi tụ họp của những người mang quốc tịch thiên đàng, có tên trong hộ khẩu nước trời, là những người có tên trong danh sách đoàn tụ gia đình với Cha thiêng liêng trên trời khi được Ngài gọi lên. Thank you.
sẽ khiến những đau buồn nên mừng vui. Tiền cũ, lưới cũ, dụng cụ cũ và nhất là toàn những người cũ không ạ? Nhưng Chúa đã tái tạo, Chúa đã đổi mới những cái cũ để đem lại kết quả mới. Lý do là họ đã không dùng cái lý trí để phán xét mà đã khôn ngoan thuần phục. Nay mọi sự đều trở nên mới. Thank you.
trong con tim này, xin ban ân trong con tim em, hy sinh và yêu thương mãi, giữa cuộc đời có Chúa trời luôn chở che.